thành công nhưng mà phải hạnh phúc chứ. Ở Việt Nam mình là họ kiếm được đồng tiền họ vất vả quá, họ mất hết tất cả cuộc sống. Và cuộc sống thì rất nhiều thứ nó thi vị. Tại sao chúng ta sinh ra trên cuộc đời này mà không được đi du lịch toàn thế giới? Tại sao sinh ra trên cuộc đời này người ta đi xe hơi mà mình lại không được đi? Tại sao sinh ra trên cuộc đời này một tháng người ta đi du lịch một lần mà mình lại chả được đi? Tại sao gia đình nhà người ta hạnh phúc, đoàn kết, ăn bữa cơm tối với nhau, nhà mình lại không có? Vậy thì kiếm tiền để làm gì? Để phục vụ tất cả những cái ý nghĩa trải nghiệm cuộc sống đó. Thế nhưng mà nhiều khi con người ta nó đói khát quá, sao nó mải mê với kiếm tiền, nó quên đi cái hạnh phúc. Vậy thành công nó dễ lắm, chứ còn hạnh phúc nó mới khó. Và thành công nó đến từ cái gì thì thưa các quý vị, nó đến từ cái triết lý thân tâm tuệ. Đầu tiên là phải có cái tâm yêu thương. Các anh chị cứ tưởng tượng thế này, nếu như cái tâm của anh mà nó để cho mỗi gia đình anh thôi, thì ngay lập tức ông hàng xóm ông có lấn một phân đất thôi, có khi vác dao sang chém. Nhưng nếu mà tâm của anh mà để yêu thương đến cả cái hàng xóm nhà mình, cả một khu phố nhà mình, thì thấy người ta chật hẹp cái đường, có khi mình sẵn sàng cống hiến 10 phân đất để cho nó rộng cái đường ra để cả nhà cùng đi. Vậy thì cái tâm yêu thương thì nó sẽ khởi tuệ thế mà. Cho nên có một anh mới hỏi tôi là: thầy ơi, làm nào để tập cách cho đi như thầy? Thì tôi hỏi anh ấy là: bây giờ mày đưa cho thầy 500 nghìn, với tao đưa cho mày 500 nghìn, thì hỏi là mày thích cái nào hơn? Nó bảo con vẫn thích là thầy đưa cho con 500 nghìn hơn. Và thế thì mày cho đi làm sao được? Thế thì mày có học cách cho đi, mày cũng không cho đi mà. Vậy thì cái việc mà tâm yêu thương nó giống như kiểu là mình ngồi ở trong cái hội trường này chẳng hạn. Mà nếu mà mình ngồi trong hội trường này thì đảm bảo mình chỉ nhìn đến đây thôi. Anh nào ngồi trên cùng là chỉ nhìn thấy mỗi trên này, còn không nhìn thấy ở dưới. Tức là cái góc nhìn nó sẽ hẹp đi. Nhưng anh nào đứng ở dưới cùng thì nhìn thấy bao quát rộng hơn. Nhưng nếu anh nào mà đứng ở trên không thì nhìn thấy cả cái trường này. Mà nếu mà lên vũ trụ mà nhìn thì trái đất bé như quả trứng gà. Vậy thì cái tâm của mình nó thể hiện đúng cái tầm đấy, cái tầm yêu thương. Mà nếu tâm của mình nó ích kỷ cho bản thân mình thì nhìn thấy thằng nào cũng đáng ghét hết. Vì nhìn thấy thằng nào nó cũng có vẻ như là nó rơi của mình đến nơi rồi. Nhưng tâm của mình yêu thương thì ngay lập tức mình chủ động mình san sẻ. Mà nguyên tắc khi chủ động san sẻ cho người khác, đó chính là lúc khai phóng trí tuệ. Ví dụ chỉ cần biết yêu thương cha mẹ thì ngay lập tức biết cách tìm hiểu ra lòng người. Nếu yêu thương cán bộ nhân viên làm thuê cho mình thì ngay lập tức hiểu được họ muốn gì. Mà hiểu được họ muốn gì thì có đầy cách để chúng ta giải quyết. Khi mà yêu thương một cô vợ thì không cần phải trí tuệ, người ta cũng biết làm gì cho vợ mình vui. Vậy đâu có cần trí tuệ nó tự khai mở chứ. Nhưng mà tâm hạn hẹp thì có anh có học thạc sĩ, tiến sĩ, học đến giáo sư chăng nữa thì bản chất anh cũng chỉ mang cái đấy đi để kiếm ăn cho bản thân mình thôi. Và nó trở nên ích kỷ và đau khổ. Vậy thì cái tâm yêu thương chính là thứ mà nó khai mở toàn bộ cái trí tuệ của con người. Sau đó thứ hai, được thêm một con đường trí tuệ mà học hành nữa thì tốt. Và đặc biệt đó là thân kỷ luật. Thân kỷ luật là gì ạ? Chúng ta phải làm trong một môi trường nó khó khăn chứ thân kỷ. Tại sao phải kỷ luật? Kỷ luật để nó tạo ra nghị lực. Thế ví dụ bây giờ là cái trường này mà nó như một khách sạn 5 sao thì nghị lực thế nào được nữa? Bước chân ra đây làm gì còn thấy sung sướng nữa. Bước chân ra khỏi đây là toàn thấy khổ thôi mà. Nếu đây là 5 sao, nhưng nếu đây là 1000 sao như thế này, trời ơi, tí nữa chỉ cần chui vào phòng bật cái quạt vo ve lên cái xuống ghê. Có đúng không các ngài? Ví dụ các ngài đang ngồi đây mà tí nữa tôi chỉ tống vào phòng bật khẽ cái quạt trần lên phát tôi ui rồi xuống. Tức là từ khổ mà nó lên sướng dễ lắm, nhưng mà từ sướng đến khổ nó khó. Vì vậy bắt buộc phải rèn luyện trong môi trường khó khăn. Cho một số anh vừa rồi đến học cái lớp doanh nhân của bọn tôi mới có nói là: thầy ơi, cái cơ sở vật chất là cần phải nâng cấp lên nữa. Tôi bảo tôi chủ động làm vậy đấy. Nếu anh muốn con anh nghị lực thì anh cho vào đây, mà anh muốn con anh 5 sao thì đi chỗ khác. Đây không phải được cái chỗ đấy. Bởi vì cơ sở vật chất nó chỉ là phương tiện để rèn luyện. Mình muốn rèn luyện nó cái gì? Nếu mình muốn làm cho nó sướng thì để 5 sao. Mà mình cho nó rèn luyện nghị lực thì để 1000 sao. Vậy vấn đề là mình muốn cái triết lý nó là cái gì mà. Và thưa các quý vị, ngay kể cả bản thân tôi thôi, không có nghị lực cũng không có cái trường này. Báo cáo với các anh chị là khi mà bọn tôi làm cái trường này thì toàn đầy rẫy là những cái lời gièm pha. Nhưng tôi bảo cái này làm được thì sẽ thay đổi cái trí tuệ Việt Nam.
Bởi vì các bạn chính là cái hạt mầm để tạo ra một thế hệ doanh nhân tốt trong tương lai. Mà đất nước thời bình muốn mạnh thì phải có tầng lớp doanh nhân trí tuệ. Còn đất nước mà thời chiến muốn đánh nhau thắng thì phải có lòng dũng cảm và đoàn kết. Nhưng giờ chính là lúc phải có trí tuệ, có trình độ. Chứ không thể nói với nhau rằng đất nước này mạnh bằng cách là đoàn kết không được. Cho nên phải có trí tuệ để rèn luyện. Và mặc dù nó chưa phải là cái nơi thật sự là mạnh, thật sự là đông, nhưng tôi tin với cái cách mà làm doanh nghiệp như bọn tôi thì chắc chắn trong vòng 10 năm nữa chúng tôi sẽ có khoảng 700 trường như thế này trên toàn quốc. Thì cái việc mà ném vào vài chục nghìn tỷ đến vài trăm nghìn tỷ để mà tạo ra 700 trường như thế nó không phải là vấn đề. Không phải là bọn tôi nhiều tiền, mà là xung quanh rất nhiều người đang làm cái việc này, muốn làm cái việc này cho xã hội nhưng chưa có chỗ mà làm. Cho nên đi làm từ thiện toàn loanh quanh thôi. Và đây chính là từ thiện bền vững cho cái đất nước mình. Cho nên là đây là cái thứ mà rất là khát vọng. Và rất là may mắn là tôi được ủng hộ của các anh em trong chính quyền, trong đơn vị pháp lý, rồi cho đến các cán bộ chủ chốt của tập đoàn thì rất là ủng hộ và nỗ lực từng ngày để hoàn thiện nó. Chia sẻ bố mẹ là nên dành thời gian hè này cho chúng nó đi một chuyến miền núi, ở homestay, cho nó ngủ ngoài trời, cho nó biết thế nào là muỗi nó cắn thế nào, chưa chết được, để nó biết rằng dân tộc khổ như thế nào. Mà nếu trường mà tổ chức được cho các con đi thì quá tuyệt vời. Thứ hai nữa là nên cho chúng nó đi một chuyến châu Âu. Nếu không có thì thôi, thì đi châu gì đấy cũng được. Đi châu Đốc chẳng hạn. Thì nên cho chúng nó đi một chuyến, để nó đi nó biết nước ngoài là thế nào, để nó mở rộng cái khát vọng lên. Và tại sao lại vậy? Bởi vì thứ mà cực kỳ xa xỉ mà đối với quan chức Việt Nam bây giờ là thiếu khát vọng đất nước. Thứ rất xa xỉ đối với doanh nhân bây giờ là khát vọng mang lại cho cộng đồng. Bởi vì nó ích kỷ quá. Và dứt khoát các con đi, các con mở mang tầm mắt ra thì các con phải có cái khát vọng vì một cái đất nước, vì một cái cộng đồng, những người xung quanh hạnh phúc thì trí tuệ nó mới mở được. Chứ đi nó không thuần túy là đi giải trí, mà đi nó giúp cho mình, nó nâng cái tầm nhìn của mình lên. Và các anh chị nhìn thấy phần lớn các doanh nhân tỷ phú ở Việt Nam, họ đều là những người sống ở nước ngoài xong họ quay về. Đấy là ngày xưa họ sử dụng cơ chế. Nhưng bây giờ thì cái cơ chế nó mở cửa, nó rộng hơn rồi. Thì tại sao chúng ta không tranh thủ? Chúng ta đi nhìn ngắm thế giới xem. Và ở đây tôi nói xin lỗi chứ rất nhiều phụ huynh có hàng trăm tỷ bỏ ra 2 tỷ cho chúng nó đi, đúng không? Để nó nâng cái tầm nhìn chúng nó lên. Còn hơn là rất nhiều là cái việc mà bỏ 2 tỷ và mua mảnh đất xong đúng đúng chết là dối già, xong rồi sổ đỏ bô cất trong két ấy. Thì phải làm vậy để giúp cho các con nó trưởng thành hơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với 2 chương trình huấn luyện quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn. Tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 0976 776 22. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.